Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức hội đàm an ninh cấp cao lần đầu tiên tính từ 4 năm qua. Đây là một bước nữa hướng tới việc hàn gắn các mối quan hệ đã bị phương hại nghiêm trọng vì cuộc tranh chấp lãnh thổ. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và người đồng cấp Trung Quốc Liu Kiến-siêu đã gặp nhau hôm thứ Năm tại Tokyo. Cả hai đã bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục cải thiện các mối quan hệ. Cuộc hội đàm có sự tham gia của các giới chức quốc phòng, được tổ chức thường kỳ kể từ năm 1993, nhưng đã bị hủy từ năm 2012 sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa một nhóm đảo mà cả Tokyo lẫn Bắc Kinh đều nhận chủ quyền. Vụ tranh chấp này đã khiến cho quan hệ giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng. Cả hai bên đều điều động máy bay chiến đấu và tàu tuần tra ra gần nhóm đảo để khẳng định quyền kiểm soát khu vực này. Mối quan hệ Trung-Nhật cũng trở nên căng thẳng hơn vì Nhật Bản lo ngại sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tỏ ra bực dọc vì cho rằng Tokyo không sẵn sàng sám hối về quá khứ quân phiệt của mình.